Xin chào các bác, em tiếp tục về sạc năng lượng mặt trời để phục vụ các bác sử dụng những hệ độc lập công suất nhỏ. Lô này thì em về hai loại công suất là 30A và 40A. Đây là 30A. Với sạc 30A này thì với hệ 12 thì các bác có thể đấu nối tối đa là 390W pin, với hệ 24 là 780W. Và đây là 40A. 40A thì với hệ 12V thì các bác có thể đấu tối đa là 480W pin. Và hệ 24 là 960W. Điện áp tối đa từ tấm pin vào là 50V. Và cả hai mã thì đều là những chiếc điều khiển sạc công suất thực, hàng chất lượng. Trong hộp thì nó chỉ kèm theo một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng đấy ạ. Các bác có thể mở ra và xem hướng dẫn sử dụng. Đây là phần sau tản nhiệt rất là dày. Cái máy điều khiển sạc này thì nó có hai cổng pin mặt trời vào đấy ạ. Cái sạc này thì nó sạc cho hầu hết các cái hệ lưu trữ các bác nhé. Nó sạc để cho các bình, cả bình ắc quy. Đây ạ. Nó sạc được cho bình ắc quy này, pin lithium này. Đấy, bình gel. Cái con 40A thì nó có nhìn to hơn một con 30A một chút. Thì với những cái sạc sung PWM này hệ 12 hoặc 24 thì em khuyên các bác lên dùng tối đa là 40A thôi. Còn nếu mà dùng các bác mà lắp nhiều pin thì các bác nên dùng biến tần. Thì nó sẽ hiệu quả hơn, tại vì những cái con điều khiển sạc mà hàng chất lượng khoảng 60A thì giá thành nó cũng rất là cao rồi. Cũng chả đáng bao nhiêu các bác đầu tư lên con biến tần dùng cho nó hiệu quả. Với những con 40A này thì các bác có thể dùng được vào những cái tấm pin khoảng 450W, 480W trở xuống so hệ 12. Còn nếu mà dùng hệ 24 thì các bác cũng có thể dùng được 2 tấm. Vậy là phù hợp rồi ạ. Còn đây là 30A thì các bác có thể dùng tối đa là 390W. Thì các bác có thể lựa chọn những tấm pin 390W trở lại để sạc cho hệ 12. Hoặc là 780W cho hệ 24. Và tất cả thì điện áp tối đa của nó là 50V các bác nhé. Một chút nữa thì em sẽ có thể làm một cái video thực tế cho các bác xem. Em sạc này cũng rất là chất lượng, em vừa mới hết xong thì hôm qua hàng lại tiếp tục về vụ anh em. Thì anh em nào trước đây đã lấy cái sạc này rồi thì đã biết chất lượng của nó rồi ạ. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.